Hello, chào các bạn nha. Hôm nay mình lên núi review xem xe chở keo, anh em làm keo. Và anh em làm keo cũng chỉ cho mình xem đây là cái gốc cây sa này, từ hồi trước này. Giờ còn lõi không các bạn nha. Mà anh em đang đào này. Đây. Đây, xem là cái còn thằng rễ. Thằng rễ rất đẹp các bạn nha. Đây. Còn lõi không các bạn nha. Hình thù đặc biệt các bạn. Ai có nhu cầu liên hệ thì hỏi anh em trong trụ cầm keo các bạn. Mình bị không, đang dùng bấn. Em đang đào lấy dưỡng. Lỗi không, cái sai các bạn, cái sai. Còn lõi không đấy. Đây có môi góc ở trên này nữa. Nếu các bạn nào ưng ý thì comment lại cho mình nha. Đó, để dài lắm. Cái này về là nhà làm kiểm đẹp. Hôm nay hay chơi cái kiểm chơi. Mấy cái